Chào các bác, hôm nay tôi sẽ nói về cái hàng cảnh trầm hương tự nhiên và một số cái cách phân biệt cho các bác cái hàng cảnh trầm hương nhân tạo, hàng lấu, hàng ép dầu hiện tại đang có mặt trên thị trường. Thì gần như là các bác hỏi tôi, nếu mà các bác đã mua hàng rồi, mua hàng ở trên mạng hoặc là qua những cái shop hoặc là những cái kênh các bác tham khảo, các bác mua ở trên mạng rồi thì về các bác bắt đầu hỏi tôi, thường là sẽ mua phải những cái hàng giả, hàng lấu ép ở trên mạng, hàng cảnh đấy các bác nhé, trưng trong nhà đấy. Thì thường sẽ là các bác mua phải những hàng lấu ép, ép dầu, nó không phải hàng tự nhiên. Hàng tự nhiên là như thế nào? Hàng tự nhiên thì các bác mong muốn của các bác là mua phải hàng tự nhiên, trầm hương tự nhiên, là nó có cái tính năng phong thủy, trấn trạch trừ tà, có những cái phần dương khí rất là tốt, nó trừ tà này, rồi thì nó mang lại may mắn tài lộc. Trầm hương mà, trầm hương thì các bác biết rồi, nhắc đến trầm hương thì nó một cái gỗ phong thủy bậc nhất, số 1 hiện nay đó. Thì nhưng mà các bác mua phải những cái trầm hương tự nhiên thì rất là ít, thường là sẽ khoảng 20-30%. Còn lại các bác mua phải hàng đến 70-80% là các bác mua phải hàng lấu, hàng hàng ép, hàng giả là nhiều các bác nhé. Thường, tôi nói là thường chứ không phải là tất cả. Thì gần như là đến 97-80% là các bác hỏi tôi ấy, thì gần như là các bác mua phải hàng lấu, hàng ép, hàng giả. Vì sao mà tôi nói như thế? Tại vì hôm nay cũng có hai anh, một anh ở Hà Nội, một anh ở Bình Dương, thì cũng hỏi, nhắn tin hỏi tôi và gọi điện hỏi tôi. Thì tôi cũng bảo là chụp hình gửi qua Zalo, thì hai anh chụp đều hàng giả hết các bác, đều hàng ép dầu. Và hàng thứ nhất là hàng ép dầu thì mùi nó rất là hắc và mùi của nó khá là mạnh. Thường là nó sẽ nấu cái hóa chất tạo hương chứ không phải là trầm hương. Thứ hai là có tinh dầu trầm hương thật, nhưng mà nó là tinh dầu non các bác nhé, và tinh dầu gọi là tinh dầu rút từ hàng tốc. Thì những cái hàng đấy thì nó thường là nó có cồn mà, cho nên là nó sẽ rất là hắc và nó thường có hương liệu nữa kèm vào nữa, mùi rất là hắc và mùi mạnh, cũng khá mạnh. Và khi mà các bác lấu ấy thì bên trong cái thứ gỗ ấy, nó không thể ép hết vào bên trong thứ gỗ sâu bên trong được. Các bác sẽ lấy, thường các bác sẽ đục ra thì các bác nhìn thấy hai màu trắng và màu đen xì như bên ngoài lớp gỗ, và bên trong là màu trắng tinh. Thì thường là nó sẽ như vậy, là các bác sẽ có thể phân biệt được. Đục một chút thôi, đục dưới gốc thôi, một chút thôi là các bác biết ngay đó nhá. Còn thường hàng lấu thì nó sẽ màu sậm, màu đen, và những cái vết xỉa của nó không tự nhiên các bác, nó không tự nhiên. Thường là nó sẽ không tự nhiên như cái hàng tự nhiên này đâu. Nó xỉa và nó nhìn trông nó rất là giả. Đây các bác, đây là hàng kiến nhá. Hàng kiến nhá. Nó cũng sẽ làm những cái rãnh xỉa như này, nhưng mà nó không tự nhiên như này các bác ấy. Nó không tự nhiên như này. Nó dầu nó ăn không tự nhiên. Thường cái đấy người ta xỉa trước khi mà người ta ép dầu. Cho nên là những cái hàng làm tay, làm con người can thiệp vào ấy thì nó sẽ không tự nhiên. Ở đây tôi không có mẫu ép dầu nên là tôi không cho các bác xem được. Tôi sẽ bật máy tính này để cho các bác có thể xem những cái mẫu hàng ép dầu nó như nào. Thường là nó những cái hàng to, hàng tầm 1 mét, hơn mét trở lên, nó sẽ có cái đế. Nó làm cái đế như cái bộ rễ ở bên dưới bám, và bên dưới thường to hơn và bên trên thường nhỏ lại, nó như hình quả núi các bác nhá. Đấy là tôi đang nói hàng lấu ép dầu, nó như hình quả núi, nó chóp, nó từ dưới nó to, nó lên dần chóp lại. Hàng đấy gọi là hàng ép dầu, hàng ghép, có thể hàng ghép. Hàng ghép thì cũng có kiến ghép, tự nhiên ghép, nhưng mà nó những cái miếng nhỏ nó ghép lại chứ nó không phải nguyên khối. Nên là hàng ghép nó cũng là tự nhiên, nhưng mà nó là ghép thì giá trị nó rẻ hơn những cái hàng tự nhiên nguyên khối. Còn cái hàng lấu dầu, tôi đang nói hàng lấu dầu thì nó sẽ thường nó sẽ làm cái đế rất là to, sau đó là nó lên, nó vót lên như kiểu cái thân cây các bác. Thường nha, tôi đang nói là thường chứ không phải tất cả nha các bác nha. Tất nhiên là có những cái gốc cây trầm, hàng kiến nó ăn ở dưới gốc ấy thì nó cũng rất là to, nhưng mà hàng đấy nó hiếm lắm, đếm trên đầu ngón tay thôi, hiếm lắm.
không có nhiều. Đây các bác lên Google các bác gõ trầm cảnh nhé, trầm cảnh, trầm cảnh. Để tôi gõ ra xong rồi cho các bác xem luôn. Tôi lấy một cái hình ảnh tôi cho các bác xem luôn để các bác phân biệt nhá. Và hàng vườn thì nó sẽ như nào, hàng trồng cảnh vườn thì nó sẽ như nào, và hàng trồng cảnh thiên nhiên thì nó sẽ như nào nhá. Để cho các bác xem luôn, rất là nhiều hình ảnh, để tôi đang lựa chọn một hình ảnh nó phù hợp để tôi cho các bác xem, vì trên này nó có gắn logo nữa cho nên tôi không muốn dính dáng gì đến trên này. Đây các bạn, tôi đang chọn nhé. Đây các bác ơi, đây các bác nhìn thấy chưa, hàng hàng cảnh ghép đây và hàng cảnh nấu dầu đây, nó hơi khó nhìn các bác, hơi khó nhìn đấy. Bỏ cái đèn này ra cho nó dễ nhìn. Các bác nên các bác đây này, hàng cảnh nấu dầu đây này đó, không biết là các bác nhìn có rõ không. Còn đây là hàng hàng cảnh vườn các bác nhá, hàng cảnh vườn đây, thường là nó sẽ có đế trắng trắng ở dưới này, mình gọi hàng cảnh vườn nhá các bác nhá. Hàng cảnh vườn thường là nó sẽ có cái đế trắng trắng ở dưới đó, hàng cảnh vườn để bàn đấy, để bàn. Đây 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 đây, hàng cảnh ép dầu nấu dầu đây các bác này đó, ép dầu nấu dầu các bác, thường là sẽ làm cái đế rất là to và nó chóp lên trên. Đây tôi đang phân tích để cho các bác hiểu thôi, hiểu thêm về cái hàng cảnh, sắp tới tôi cũng sẽ làm nhiều cái hàng cảnh đấy. Đây những cái hàng này, hàng như thế này nó xù xì kiểu này, này. Đấy đế nó to xong nó lên này đó, thì hàng này nó là hàng nấu dầu ép dầu các bác nhé, và thường màu nó sẽ sậm xám xám. Anh vâng, anh cây á, vâng vâng, là khúc này đúng không, à, khúc cây nào, à đây đây đúng không, đúng rồi anh coi đi. Thấy Huy đây có làm cái mắt tử á, vâng cái mắt tử thì gần hết rồi ạ, người ta mua gần hết, còn có mấy cái mình coi thử. Vâng anh coi đi. Ở đây nó hơi ít hoàn cảnh. Mất mạng rồi các bạn. Đó, đây. Thường là hàng cảnh nấu nó sẽ như này. Đó các bác nhá. Còn cảnh tự nhiên thì nó sẽ là từ trong thân cây, ví dụ như này. Và nó ăn dầu tự nhiên. Nó ăn dầu tự nhiên đây. Nó đến đâu thì mình sẽ gọt đến đấy. Đó, ví dụ cây này nó đến đây thì mình sẽ vạt hết những cái trắng bên ngoài, cái xốp bên ngoài, cái gỗ trắng bên ngoài không có dầu bên ngoài đi, và nó còn nổ ra những cái này. Đây này, bên trong đây là toàn gỗ trắng hết các bác nhé. Sau đó mình xỉa, mình tỉa đi, tỉa gỗ trắng đi, còn lại những cái gỗ mà nào có dầu thì nó sẽ ra như này. Đây là cái nỗ kiến nó đục này, nỗ kiến nó ở này, đó nỗ kiến nó ở này, đó nỗ sâu đục xong kiến nó vào nó ở thì nó sẽ ăn. Đây đây nữa này, đây nỗ kiến nó ở này. Đó, đây này, đó, đây này. Nó là tự nhiên đấy các bác. Sâu nó đục, nó là tự nhiên. Và bắt đầu dầu nó bao bọc quanh cái chỗ kiến ở đấy. Và nó bao bọc càng dày, càng lâu năm thì nó càng nhiều dầu. Và nó bao bọc ít năm, ít tuổi thì nó sẽ ít dầu. Ví dụ chỗ này nó chưa bao bọc được, nó là gỗ trắng thì mình phải xỉa nó đi, nó không có giá trị gì cả. Và đây cũng thế này, đây cục này cũng thế. Đây nỗ kiến đây các bác nhé. Nỗ kiến nó làm hang hốc ở trong cái cây này, xong dầu nó bọc xung quanh cái nỗ đấy để nó không cho phép kiến xâm nhập ăn sâu vào để làm hỏng cây. Dầu của nó là tác dụng như vậy, nó bảo vệ và cái hương thơm của nó khi đốt nên hàng kiến này thơm rất là dịu ngọt, dễ chịu. Đó, nó là như vậy, càng lâu năm thì nó càng. Đây này, những cái hàng này đấy, dầu nó đang ăn ra.
Clip này tôi xin kết thúc. Cảm ơn các bác nha.